Xin chào các bạn. Một giải đấu đầu tiên diễn ra tại Trung Hoa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Yên Bình chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều hứng khởi. Một mùa xuân nữa lại về với rất là nhiều giải đấu hấp dẫn đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Còn Cửa Tử Năm Mê thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, chọn ra những vận đấu hay nhất và bình thuật, suy ngẫm và chia sẻ cùng mọi người. Cửa Tử Năm Mê đang còn muốn nói đến Đại Địa Bôi lần thứ 8. Giải này thi đấu từ ngày 26 tháng 2 cho đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2019 này tại thị trấn Tân Vu, tiểu khu Bắc Lâu, thành phố Ngọc Lâm của tỉnh Quảng Tây. Mặc dù lệ phí đăng ký chỉ có 100 nhân dân tệ mà thôi, tức là cỡ khoảng 400.000 đồng Việt Nam chưa đây, nhưng mà cơ cấu giải thưởng cho chức quán quân lên tới 6,8 vạn tệ, tức là cỡ khoảng 250 triệu đồng. Các giải thưởng khác cũng khá là hấp dẫn, với biên độ trải đều tới tận hạng 60. Và danh sách 7 vị quán quân của các giải trước, đó là Trần Kiến Sương, Lê Đức Chí, Trần Kinh Tùng, Uông Dương, trong 4 năm liên tiếp từ 2005 cho tới 2008. Còn năm 2011 thì Vương Thiên Nhất đã xoán ngôi. Và năm 2012 lúc này là một kỳ thủ ít tiếng tăm hơn, là Hướng Hữu Quyền. Và Trịnh Duy Đồng hiện đang là đương kim vô địch của giải này khi lên ngôi vào lần trước là năm 2014. Và đây thực sự là một ngày hội vì nó quy tụ anh hùng hào hán đến từ khắp nơi, kể cả chuyên nghiệp cho tới nghiệp dư. Và một ván đấu đầu tiên giữa một kỳ thủ có lối chơi xảo diệu, tinh quái, hệt như biệt hiệu mà Kỳ Đàn đã xung phong, Yêu Ma Tào Nham Lỗi. Còn phía bên kia là một lão tướng kỳ cựu, gần như đã dành cả đời người bên bàn cờ, là Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa. Trong đó Tào Tiên Thủ, Liễu Trần Hậu, diễn biến thực sự hấp dẫn sẽ xảy ra như sau. Lúc này thì Tào dùng tiên nhân chỉ lộ để giản quân, anh binh 7 tuần 1, thì Liễu đối phó bằng biến đi đồ rừng, cũng dùng binh tuần lên. Và Tào lúc này đưa về một cuộc cờ có phần đối công phức tạp và quyết liệt, đó là pháo 2 bình 3, đối chốt để pháo, tựa chừng như Liễu Đại Hoa đang còn ra quân tiên thủ là tiên nhân chỉ lộ, còn Tào lúc này đối hậu bằng biến đi pháo. Chắc chắn rằng với nước chốt 7 tấn lên sẽ tạo ra một điểm dư mà hình trận bên đỏ thừa sức để phát huy được tiên cơ, chúng ta sẽ được kiểm nghiệm rõ ràng. Sau khi Liễu Đại Hoa tiếp tục pháo 8 bình 5 để đe thẳng trung bình, bắt buộc họ Tào phải vén chính mã, rồi lúc này ông mới triển khai quân. Và Tào Nham Lỗi tiếp tục lựa chọn một hình thế khai quân tưởng chừng như rất treo leo, là dùng pháo đoạt thẳng vào chốt. Chắc chắn rằng một khẩu quyết khá cơ bản mà chúng ta vẫn thường nghe quen. Thứ nhất là ba nước không xuất động xe là coi như thua. Và thứ hai nữa, trong ba nước đầu nếu như pháo vượt sông càng sớm thì càng dễ chuốc lấy hậu quả thế thảm. Nhưng mà Tào Nham Lỗi đã làm trái hoàn toàn với hai khẩu quyết vừa rồi. Vậy được và mất trong hình cờ này của họ Tào là gì? Liễu có dễ dàng để đối phó hay không? Chắc chắn rằng một thực lợi đầu tiên đã giành lấy trọn vẹn, đó là quân chốt lộ 3, sẵn sàng nhường đường để một tấn lên sau khi đoạt mất đồng đẳng của nó ở phía trên. Nhưng một điều đáng kể hơn là phải kể đến con mã lộ 2 này lúc nào cũng có thể nhảy lên chính diện. So với nước cứ để nguyên pháo mà vén lên biên, hình thành thế trận đơn đề mã thì ắt hẳn sẽ có phần nào đó tích cực hơn. Nhưng mà vẫn có một cái giá phải trả, đó chính là Liễu Đại Hoa tận dụng rất chính xác, đó là pháo 2 bình 3. Tất nhiên, đang còn phục nước đánh rõ như ban ngày là dùng chốt tầng 1 để công thẳng vào mã. Nhưng mà tuyệt đối mã không thể nào chạy trốn trước, tại vì pháo nhòm thẳng trung bình và tạo thành thế pháo khống ngay. Nhưng Tào Nham Lỗi vẫn thản nhiên đối phó, tựa chừng như là đã nghiên cứu những chiêu thức này kỹ lưỡng từ trước vậy. Lập tức bình thản khởi chính mã, sau khi họ Liễu dùng binh tuần 1 thì mới nhẹ nhàng xuất xe, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Và Liễu tiếp tục tràn chốt qua, ai cũng phải nghĩ tới hướng đánh này cả, tất nhiên. Và lựa chọn của họ Tào là thăng xe lên tuần hà như đã tính toán từ trước để mà chốc lấy quân chốt 3. Tất nhiên nếu như Liễu chấp nhận là dùng pháo chém mã tạo ra một hình trận rất rõ ràng, đắc quân nhưng mà thất thế, dễ dàng để cho những nước quỷ quyệt của Tào chiếm trọn vẹn thế tiên thủ, chưa kể là bức sát trong nay mai. Cho nên một biến đánh ôn hòa hơn là bên đen, Liễu Đại Hoa tiếp tục dùng binh 3 tuần 1 để chốc thẳng vào mã, và Tào lúc này thoái mã. Và đây là điểm thú vị nhất, mặc dù là bên đỏ đang còn thoái mã về quy tâm, tựa chừng như là toàn quân phải tháo chạy. Nhưng mà sau nước đánh này về hình thế lâu dài, đen kiểu gì cũng phải đối phó với nước bên đỏ đang còn ngầm sẵn là xe 2 sẵn sàng bình 7. Nếu như mã không độc đậy thì rất khó để triển khai ở những nước sau. Còn nếu như vén lên biên thì ắt hẳn tạo ra hình thế đánh đôi và kiểu gì cũng bỏ lại chốt, từ đó dẫn về một cuộc cờ bên đỏ có phần nào dễ đi hơn. Cho nên tới đây thì họ Liễu dùng pháo 3 thoái 1. Vẫn nhìn thấy rằng là sau khi bên đỏ bình xe qua thì bên đen
tức là Liễu Đại Hoa, là pháo 5 bình 3 đỉnh lầy, nhưng mà Tào vẫn theo khẩu quyết này. Dụng ý sâu xa thực sự ở đây là gì? Lúc này không một chút do dự thì Tào nhắm lỗi bình thản C7, bình 8 để chốc thẳng vào mã, buộc nó chỉ còn một đường hướng để lựa chọn mà thôi. Mã 2 phải tuần 1, rồi tiếp tục dùng pháo 3 tuần 1. Có phải là Tào đang tấn pháo 1 để chèn ép đường hướng phát triển của chiến mã lộ 7 này? Hay là đang còn phục pháo 3 giữ bình 9 ăn lấy chút biên và tạo ra một sự khó đi đối với con xe lộ 1? Tất cả đều không phải, chỉ là một âm mưu phụ. Còn trong hình cờ này thì nước hạn chế phát triển đường ra của chiến mã ở cánh phải, bắt buộc Tào nhăm lỗi không thể nào làm ngơ. Đó là mã 1 sẵn sàng sẽ tấn 3 chóc xe và tranh tiên. Cho nên đây thực sự là một đức đánh rất cần thiết. Còn Liễu Đại Hoa thì sĩ 6 tấn 5. Và sau khi Tào nhăm lỗi tấn chốt, lúc này thì Liễu bổ tượng và Tào tấn xe để chốc lấy pháo thì pháo lại tấn 2. Vậy là về hình trận của Liễu, mặc dù đang có một sức ép đe dọa rất lớn vào phía cánh phải, nhưng mà tứ tử đồng biên cũng kịp tham gia hỗ trợ, cộng với một quân chốt rất hung hăng ở đằng trên, buộc cho chiến mã của Tào phải thoái thủ về quy tâm. Và tất nhiên nếu như cộng trừ nhân chia về một cách vật lý đơn thuần thì át hẳn đen, tức là Liễu Đại Hoa đang còn ưu việt hơn. Tại vì Tào sau khi xe pháo đã vào vị đẹp bắt buộc phải triển khai chiến mã. Nhưng mà nếu như thăng mã lên cửa hà, đây cũng là biến đi thực chiến của Tào nhằm lỗi. Lập tức Liễu Đại Hoa sẽ bình xe ra tranh thủ cơ hội chốc lấy. Vào Tào lúc này mã 3 vẫn tấn 5. Và đó là cơ hội tuyệt vời để cho Liễu Đại Hoa tiếp tục điều quân binh. Chưa kể là đôi pháo đang nhắm thẳng vào tượng, đó là binh 3 tấn 1 để chốc lấy pháo. Và Tào nhằm lỗi quyết định là thối 1. Thế nhưng Liễu Đại Hoa hoàn toàn bỏ qua một điểm đi tưởng chừng như là hở hanh này, mà lập tức mở binh biên. Tới đây thì Tào nhằm lỗi bình xe. Rõ ràng là đoạn vừa rồi về phía bên Tào hoàn toàn có đủ thời gian để mà vén tượng lên tránh khỏi sức pháo, và về phía Liễu cũng vậy, chắc chắn để cho đối phương không thể nào trở tay thì sẽ phải tranh thủ cơ hội là dùng pháo chém lấy tượng đang còn chiếu tướng trước. Nhưng mà tới như hình thế này theo Liễu mới quyết định là dùng pháo vượt sông để chém lấy quân tượng, giành hẳn thực lợi đầu tiên. Sau khi bổ sĩ là lựa chọn của Tào nhằm lỗi thì lập tức thăng xe lên để mà tuần hà cản lấy sức mã, và Tào nhằm lỗi tấn tượng để mà chốc vào pháo thoái một, rồi lúc này lộ đầu. Có vẻ như chúng ta đang còn chứng kiến một ván cờ thiên về xu hướng chiến thuật là nhiều hơn, không còn đơn thuần là những chiêu thức ở trong cờ nữa. Tại vì biết rằng là thiệt tượng, nhưng mà Tào nhằm lỗi vẫn quyết định để cho đối phương âm thầm vượt sông và chém lấy mà không hề phòng thủ trước, rồi sau đó chỉ cần một bước nữa là gá tượng lên, buộc đôi pháo phải rơi vào trạng thái xấu hơn, rồi lúc này tranh thủ cơ hội để mà xuất động đôi xe. Hình thế giành được trong hình cờ này sau khi đập phế tượng rõ ràng của họ Tào là gì? Chắc chắn rằng xe mã ở cánh phải rất khó để tìm đường triển khai, các bạn có thể tự nhẩm sơ qua để mà biết rõ. Tại vì tính toán một cách đơn thuần, chúng ta cũng có thể thấy được nếu như để cho con xe lộ 1 này có thể thấy được ánh mặt trời, quả là một sự viễn chinh. Đầu tiên là phải hoành lên và sau đó chạy trốn pháo trước thì mới có thể bình xe ra. Nhưng một lúc đó với 3 nước đi thì bên đỏ hoàn toàn có thể mở binh biên và công thẳng vào mã, buộc phải vỡ tượng, chưa kể là thiệt luôn cả chiến mã lộ 7 và sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Cho nên trong hình cờ này thì Liễu Đại Hoa tiếp tục là tấn pháo trước mở đường cho chủ lực, cũng như là kích đầu pháo lộ 3 giải phóng sức kiềm chế đối với mã lộ 7 của mình. Và tất nhiên Tào nhằm lỗi sẽ phải đổi ngang quân, thì quân pháo lộ 3 này đã có cơ hội trở về vị trí đẹp hơn là pháo thoái lui. Nhưng mà Tào nhằm lỗi quyết định không cho nó có cơ hội ngơi nghỉ, là tấn xe lên để chốc lấy thì pháo lại thoái 2. Tới đây, mặc dù về hình trận trước mắt tác dụng kiềm chế là không còn gì phải bàn cãi, nhưng mà hiệu quả cụ thể cần phải thấy được bằng tính vật lý thì Tào nhằm lỗi vẫn chưa giành được. Tại vì lúc này, một sức chốt của bên Liễu đã được tấn lên ở phía trên, sẵn sàng thêm 2 nhịp nữa để uy hiếp vào giữa trung cung. Chưa kể là đôi mã hoàn toàn bị kiềm chế vào phía cánh phải này cũng rất khó để mà tìm đường triển khai. Vậy dụng ý điều quân có thực sự xuyên suốt từ đầu khai cục cho tới tận hình thế này hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Và lúc này thì Tào nhằm lỗi tiếp tục phế một binh biên, đó là mở binh. Sau khi Liễu không ngần ngại mà dùng chốt chém lấy thì mới bình xe chốc lấy pháo. Và rõ ràng với nước đánh đơn giản này chẳng hề trao tặng cho bên Liễu một cách lựa chọn thứ hai ngoài việc là phải bình xe để kích đầu. Còn nếu như không, pháo 3 bình 4 thì thiệt tượng và vỡ trận.
Còn nếu như lúc này xe một tấn lên thì cũng vỡ tượng, tại vì pháo đang còn nhòm thẳng vào mã và kiềm chế luôn cả chủ lực. Còn tới đây thì Như đã đâm theo lao, Tào Nhâm Lỗi dùng xe thoái hai bắt buộc tượng phải vén lên và giành hẳn một thực lợi không hề nhỏ, đó là tràn binh qua sông, uy hiếp đối với chiến mã mà đường phát triển của nó đã trở nên tối tăm mù mịt hơn bao giờ hết. Để mà thoát khỏi cảnh kiềm chế, trong hình cờ này liễu chỉ còn một lựa chọn là phải kích đấu chủ lực. Giảm bớt gánh nặng đối với chiến mã lộ một này đã trở thành một cái điểm tấn công của pháo nhòm từ đằng xa. Và tất nhiên Tào Nhâm Lỗi tuấn xe, sau khi mã thoái lui thì nhẹ nhàng ủi thẳng binh, bắt buộc mã phải quay về chốn cũ, rồi giành hẳn thực lợi thứ hai là đoạt thẳng vào trung binh đang còn chốc luôn cả tượng, thì tượng ba lại thoái năm. Rồi một cách thức rất hay được Tào Nhâm Lỗi bình pháo. Đây là một con đường ngắn nhất để có thể đưa nó vào nhập cuộc nhanh hơn, lợi dụng vào mã của đối phương đằng trên, cho nên tác dụng che chắn của chốt sẽ không còn nữa. Bởi vậy mà Liễu Đại Hoa vén mã lên biên, thì Tào lúc này lại thoái mã. Một công đôi việc, chiến mã rất là hung hăng sau khi nhảy thẳng vào giữa chiến tuyến của giặc để mà đoạt thẳng trung binh, rồi lại thoái thủ một nhịp về cửa hà. Thứ nhất là đang còn đánh lấy mã và phong tỏa đường ra duy nhất của con mã lộ một này, đó là thăng lên phía trước, tất cả đều bị bịt kín. Cho nên trong hình cờ này thì Liễu chỉ còn lại một lựa chọn là phải tấn chốt để chốc luôn cả pháo, thì pháo lại tấn lên đánh giả vào quân trung biên. Và tất nhiên lúc này Liễu lại tấn chốt, còn nếu như để cho pháo thông, hình cờ vẫn rất là nguy hiểm. Và họ Tào tiếp tục mở binh, đây là một cách đánh rất sâu xa về mặt chiến thuật. Át hẳn rằng quân mã lộ một này đã bị kiềm chế hoàn toàn. Và thứ hai nữa, làm sao để hạn chế được sức của một chiến binh rất hung hăng còn lại, đó là quân mã lộ 8, gần như cục thế sẽ được định đoạt. Đây dường như là một bài toán logic đã chạy sẵn trong đầu máy rất siêu việt của Tào Nhâm Lỗi. Còn Liễu Đại Hoa thì mã 8 tuần 6 đánh chốt, sau khi mã thăng lên thì mới quyết định rời dĩ, sẵn sàng phục nước là mã 6 tuần 4 để thông quân. Thực sự là quá vất vả, nhưng chẳng hề còn bất kỳ một lựa chọn nào khác. Và Tào Nhâm Lỗi tuấn chốt sau khi mã thăng lên thì mới bình pháo qua để che chắn lấy. Và Liễu Đại Hoa pháo 3 bình 5 để mà đánh chốt, chốt lại tuấn 1, rồi lúc này lại thoái mã. Liễu Đại Hoa đang còn chống đỡ một cách ngoan cường, tận dụng vào địa hình địa lợi của bản thân. Đầu tiên là lợi dụng pháo gá thẳng vào trung cung sau khi rời dĩ để chốc lấy trung binh, bắt buộc quân mã của bên Tào rơi vào trạng thái kiềm chế không thể nào nhúc nhích, rồi lại linh hoạt thoái mã về đường 3 chốc lấy pháo, để mà hạn chế lấy sức che chắn, giải phóng một áp lực ngàn cân đối với chiến mã lộ 4. Nó đã có đường hướng rộng mở hơn trong việc phát triển. Sau khi pháo bình ra thì chỉ cần thăng lên đầu tiếp tục chốc lấy thì pháo lại thoái lui là lựa chọn của Tào, và Liễu mã 5 tuần 4. Và Tào Nhâm Lỗi tấn chốt dường như là một cách phòng thủ quá sâu xa, tại vì nhận thấy rằng hình thế kiềm chế của mình vẫn còn có một sức nặng ghê gớm đối với Liễu Đại Hoa, không thể nào giải phóng trong nay mai. Chỉ với một quân chốt đơn thương độc mã đi quá sâu vào trận địa của đối phương mà không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, chỉ là một sự thiệt nhiều hơn. Cho nên trong hình cờ này tiếp tục thăng quân Liễu Đại Hoa mã 3 tấn 2, thì Tào Nhâm Lỗi tấn pháo để cấm cản. Sau khi mã tấn lên để chiếu thì tướng chỉ cần lạch ra khá đơn giản. Và tiếp tục thì Liễu Đại Hoa bình chốt, biết rằng là còn nhường đường cho con mã lộ 2 có thể ném lên biên, và tiện tay thêm một nhịp nữa là áp sát tướng và tận dụng hậu thuẫn rất thành công đối với quân chốt lộ 3. Nhưng mà quãng đường không phải là ngắn một chút nào, Tào Nhâm Lỗi chỉ cần tấn dĩ để mà đánh đuổi mã ra khỏi biên cương, mã thoái lui rồi mới quyết định là tấn chốt. Đây là phát pháo đầu tiên nhằm thẳng vào tượng, bắt buộc tượng 3 phải tấn 5, rồi mã 2 lại tấn 4 chốc lấy. Lựa chọn lúc này của Liễu Đại Hoa vừa tránh khỏi việc là pháo đang còn tấn lên đe sát, cũng như là có thể tạo ra đường hướng tấn công hy vọng một chút. Lúc này thì Liễu Đại Hoa pháo 5 bình 4. Và Tào Nhâm Lỗi quyết định là dùng mã chém lấy tượng, bỏ mặc những nguy cơ. Mặc dù nếu như tính toán sơ qua về phía bên đen có một phần nào đó uy hiếp, đó là chiêu thức tiếp theo của Liễu Đại Hoa, thoái mã. Tất nhiên đang còn dùng pháo đánh lấy mã ở đằng trên, nhưng mà tuyệt đối không thể nào di chuyển một cách tùy tiện, tại vì lúc đó mã còn có tác dụng quang chiếu để mà bắt chết những quân chủ lực còn lại, ví dụ như chiến mã rất hung hăng ở trung tâm này. Cho nên lựa chọn của Tào Nhâm Lỗi đó là tuấn mã để chiếu thì tướng lại tuấn 1. Nhưng xem ra nước chiếu này vẫn chưa hề mang lại được một tác dụng gì cả.
ngược lại đã đẩy hai chiến mã của mình vào cửa tử. Thứ nhất là mã lộ 3, và thứ hai nữa một chiến mã vô duyên đứng ở đằng sau. Nhưng vẫn còn một cách xoay sở rất hay, gần như được Tào Nham Lỗi tính toán vẹn toàn từ trước, là mã 3 thoái 4 chiều tường. Tướng lại thoái 1, rồi lúc này lại thắng lên. Vậy là thôi rồi Lượm ơi, một dòng máu đỏ. Một chiêu thức vừa rồi phế nốt quân tượng để mà nhằm tạo ra hình thế cấm cản đối với chiến mã duy nhất cũng bị Tào Nham Lỗi bẻ đòn một cách hoàn toàn. Còn trong hình cơ này chiêu thức chiếu rút cũng chẳng thể nào triển khai. Ngược lại, con mã lộ 4 này đã rơi vào một trạng thái khó khăn để tìm được duy chuyển. Chưa kể là pháo lộ 4 đang còn nằm ở miệng hùm. Và đối phó lúc này của Liễu Đại Hoa là pháo 4 binh 1. Cục thế thực sự đã hoàn toàn được định đoạt, chẳng hề còn lại bất kỳ một phương án nào khác. Tào Nham Lỗi tiếp tục tung ngựa một vò chiều tường, bắt buộc tướng phải thượng lên, còn nếu như pháo bình qua thì sẽ thiệt mạng, chẳng còn gì để mà tiếp tục ngoài một cái sự ê chề. Còn lúc này thì pháo chỉ cần thoái một, đang còn đe dọa là bình vào giữa trung cung để tạo ra một sát cuộc kinh điển của mọi thời đại, là tiên mã hậu pháo, nhưng chẳng hề còn một đường nào cấm cản cũng như là hy vọng. Tại vì cái hay nhất của nước đi này, Tào Nham Lỗi dành tặng cho Liễu Đại Hoa một vị lão tướng rất lâu năm mà không thể nào chống đỡ, đó là gì? Tuyệt đối không thể nào mã thoái lui, và sau đó pháo bình vào thì chỉ cần thăng mã lên đầu. Tại vì lúc này, pháo đỏ vẫn có một đường hướng di chuyển rất tuyệt vời, đó là bình pháo. Và tác hợp với chiến mã lộ 3 sẽ tạo ra một sát cục mang tên như cũ. Cho nên trong thực chiến tới đây thì Liễu Đại Hoa còn nước thì còn tát, hết nước thì tát luôn cả bùn, đó là mã 2 thoái 4. Và Tào Nham Lỗi chỉ cần vận pháo chém lấy chốt và tạo ra một lưỡng sát cục mà Liễu chỉ còn cách bó gối để xin hàng. Tại vì quân pháo tuyệt vời này đang còn nằm ở giữa ngã ba mà sẵn sàng tấn lên hoặc bình vào đều tạo ra một sát cục mang tên như nhau như đã đề cập ở trước. Thật sự rất là kinh điển. Một cái sát cục kép rất hay được Tào Nham Lỗi vận dụng trong chiến thuật đánh hai tầng, buộc Liễu Đại Hoa không còn một phương án nào khác cả. Thực sự là một chiến thắng rất thuyết phục dành cho yêu ma Tào Nham Lỗi. Cảm ơn sự theo dõi trọn vẹn của các bạn. Nếu như cảm thấy thú vị thì đừng quên like, đăng ký cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh sẽ sớm ra tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.